Ở đây là ngóng bút bàng ác quá các bạn, mới tới tối rồi. Thêm cái quả bóng điện sạc ở đây. Mềm mà ngon à? Ngon à? Ngon thế. Đưa. Trời ơi. Em nhắc anh ăn đi. Anh ăn đi anh. Anh ơi anh đừng ăn nữa anh. Em thấy anh đi chơi nhá. Thì em bảo là anh ơi anh đừng đi chơi nữa hiểu không? Đấy em cứ tình trạng em giả vờ thôi, chỉ là giả vờ thôi. Còn có cả cái này nữa. Đúng vậy, cái đấy không nhanh cũng hết. Ngon vãi. Ngon vãi à? Các bạn ơi, link thịt châu các bếp tôi để ở dưới phần mô tả. Ngon vãi cả trường luôn. Của bạn đâu, kính của bạn đâu, cho tôi. Thịt châu này mua về là ăn liền nhá. Những thịt châu khác là phải hấp xong ngồi đập thì mới ăn được, nhưng thịt châu này bóc vỏ phát ăn luôn. Hả? Hát bóc vỏ phát ăn luôn, có những khác là phải hấp mới đập mới ăn được. Dành ngoách, còn cái này đấy, ngon lắm. Đạp thêm. Anh xé mất rồi. Bây giờ anh phải quay nào với nổi mà. Bây giờ mới ra. Bây giờ mới phát hiện ra Tuấn hết tồi mới ra. Em vừa bé. Nên em xé sẵn này một bánh tráng này nhá. Tất cả các vị là bánh tráng đấy đều ngon. Các bạn ơi, mít bánh tráng, cái bánh tráng này tôi cũng để link ở dưới phần mô tả nhá. Ôi, hình như 4.000 hay 3.000 một cái á. Vị chanh xả thơm ấy. Vị gì cũng ngon. Nhưng ta thích nhất là vị sa tế tôm. Thơm cực. Tại vì từ hôm trước đi xem phim thế là thấy cái này ngon mãi, tao về tao mua một loạt. Vị phô mai ngon, vị trong biển ngon. Chanh xả ngon. Chanh xả ngon à? Trong biển á. Trông thèm quá. Biết là hai đứa trẻ con nhà tao sẽ không được xem được vlog này đâu, vì hôm nào đến công ty nó cũng xin nhưng tao không cho nó ăn. Chị hai đứa trẻ con nhà tao. Nó thích lắm. Chị sợ nó ăn nhiều ấy, xong nó lại uống nước ấy. Nó chả cay à? Nó không cho ăn. Bảo là không ăn được đâu. Nhưng mà ngon lắm các bạn, ăn nghiện luôn. Chanh xả thơm à. Mì châu ngon đấy mọi người. Con chưa, họ không được kê ra cái nào là best seller à? Không. Ý là nếu mà người ta liệt kê ra thì mình sẽ mua đúng cái loại đấy thôi. Rốt nên người ta không liệt kê là mình muốn biết là mình phải mua mỗi loại một ít. Không, ý là cái lượng bán của cái vị nào nhiều nhất ấy, thường thường là... Ai biết ai dành thời gian mà xem. Nước ở đâu đổ ra ấy? Uống thay nước ạ. Bây giờ em sợ ma. Úi, đứng đây ăn em sợ ma. Em uống nước ở đâu rồi? Ngon vãi đái. Nó đi rồi đấy. Đi rồi à? Nắp đèn. Nó hiểu không? Con dọc đèn có hứa. Ui đây. Nước là ngon vãi đái. Đây cái gì? Tìm cái túi này. Nó đang tìm túi từ nãy giờ. Thế sao túi lại ở đây? Mọi người đây. Oh my god. Đấy các bạn thấy không? Mũ bảo hiểm. Dép. Sạc điện thoại hở ra là mất, nhưng mà nguyên cái túi trong có bao nhiêu tiền, đồng điện thoại xịn không bao giờ mất. Chỉ mất mũ bảo hiểm với cả dép thôi. Mũ để lấy mất. Áo mưa nữa. Áo mưa dùng một lần nó cũng không tha. Nghiệp thất thoát tài sản. Nó điêu đấy, Vân về rồi. Cái gói đấy có 4.000 một gói thôi, trên Shopee có các bạn nhá, tôi gắn link ở dưới. Ngon, không biết 4.000 hay 5.000 hay 6.000, nói chung là đại loại là dưới 10.000. Nhưng mà ngon. Hả? Cái gì? Cho nữa. Hết rồi. Đặt thêm đi. Tăng sim giảm mua. Mua vào khui nó mới 6.000 xong rồi. Không có cái gì quay. Quay hai game quay không bằng. Tức là cầm nhầm. Ừ, thôi đừng cầm nhầm nó đánh đấy. Đây đây, cầm loại này về à? Không, chủ nhà thì lấy lại. Đấy, nó lấy phần được rồi, nó ăn nó còn lấy phần đấy. Được ăn được nói được rồi, mang về. Không ăn lấy đấy. Vẫn lấy chứ mà cầm tí ra ăn chung. Kèo mời nó câu, nó cứ đứng nó nhìn này. Cầm gì không ăn chay à? Ăn chay à? Ăn chay rồi không ăn. Ồ, sao lại thế? Cho các người. Wow. Mà anh cứ bước khóc, anh cứ gai đầu ấy, mà không gãi được. Bắt đầu. Em ăn gì không có cay, không chịu lắm. Ăn lắm á? Thế mà không bằng mụn nhiều vãi trưởng, da mặt nó dày á. Trộm vía. Trộm vía các bạn ơi, nếu mà khen Quỳnh thì nhớ trộm vía thêm nhá, mai nó bằng mụn nó bắt lên tôi đấy. Ăn này cuốn đấy nhở? Thấy chưa, này cuốn nào, ta thề ăn nó không dừng lại được luôn ấy. Cái vị chanh xả này mà bắt tí chanh mà nữa thì cũng mà. Nói chung là vị nào cũng cuốn. Nó không có một cái vị gì cay luôn ấy. Nó chỉ là bánh tráng bình thường thôi. Cái chanh xả ngon. Vị thơm thì đấy. Vị thơm. Mình ăn mình không thấy tạo kìa. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Vị như bỏ khô luôn. Kìa. Tao đã bảo cái gì ngon là ngon. Ăn kiểu đấy là chỉ vui mồm. Ăn cái này phải châu khô. Cảm giác cái này cho mồm nó tan luôn. Anh Vân, anh bảo là kẹp bánh tráng với bò khô.
châu cắt bếp. Đâu, sa tế bò đây, ăn với châu. Mukbang phải gọi là quá là chất lượng luôn. Mở hộp cơm của đứa nào ra kìa. Hộp cơm của ai ra kìa, chết hộp cơm chú xin. Một hộp cơm ra cuốn cơm. Đấy. Nó cất hết vào nách rồi. Nó cất hết vào nách rồi. Tinh xả đi chốc. Thế cái Vân đâu rồi? Vân đi về thay quần thay đi về. Áo bác. Thế nào thì thế nào bọn này tối nay cũng vào vlog của tôi để lấy link để vào mua thêm vị chanh xả cho em. Cái gì? Không à, em chỉ ăn ké thôi à. Tất cả bọn này sẽ mua, còn em chỉ ăn ké thế là đủ rồi à. Kéo mua. Mấy nghìn một gói thì mình bỏ gì. Mua 100 gói. Nhưng mà nhá, một gói này rất ít calo, tại vì nó có mỗi 32g thôi, ăn mỏi mồm không hết 32g. Cái gói hình như là có 40 hay 60 calo, ăn mệt nghỉ luôn, ăn mệt nghỉ không béo luôn. Ý, thật là vãi trưởng. Chị đừng có gieo rất vào bọn em để bọn em ăn lắm. Thì tự ăn hay không là quyền đúng mày. Anh ơi, đi hỗ trợ. Không. Đâu không có gia đình. À, liên hoan nốt đi anh Bình nhá. Sao ta đến những chỗ này gọi là tuyệt vời của cuộc đời. Tuyệt vời của cuộc đời, thật là những chỗ tuyệt vời của cuộc đời. Này muốn quay lại khó đấy. Nhưng mà mình gọi cố gắng nhé. Vườn nướng quảng trường. Gì? Mày cất đi nhanh thì chúng nó xin hết. Các bạn thấy không? Một ấy. Thế là bọn ở trong kia ngồi quay phim, nên là Quỳnh nó đem qua. Xong tao lại đêm qua chỉ biết nhìn theo và nuốt nước bọt, không được miếng nào. Còn mỗi cái nịt à? Hả? Mày có mày bị đá bắt cặp. Anh mời. Hôm nay đi thử quán vườn nướng ngoài quảng trường. À, cái quán mà kiểu ấy đấy gì? Tà quán. Ấy đấy đúng không? Thằng này nó rất là hồng ấy. Là cái quán đấy đây. Đi rồi, mình phải đi rồi mọi người ạ. Đi thôi. Chứ sao mày không soi từ bên đấy thì tao quay vlog cho nó đẹp. Bây giờ em mới thấy chuyện ngồi ăn. Công cai thả thính. Tuyền nó bảo là mày đang trêu nó. Tao bảo là em đang ghen à? Đừng ghen. Tao mệt mỏi quá. Em không ghen nhưng mà anh chán anh lắm. Em ghen đấy. Anh ấy bảo là anh ấy lấy em mà anh đấy đi kiểu các thứ với cả người khác. Chấp nhận được. Thế thì ta bảo, Phan Anh ơi, cái kênh này là kênh Yến Xôi gãy tivi hơn 300.000 sub im. Em nói nhỏ một điều này nhé. Nhưng mà những cái người mà trước giờ hay tán em ấy, thì em phát hiện ra là một thời gian sau người ta có người yêu, nhưng không phải em. Chị ơi, quan trọng là bây giờ không quan trọng nữa, mà quan trọng là bây giờ anh để tán em. Đấy, anh tán. Đâu, em đi cùng xe với anh em đi xe máy. Tao đi. Anh ấy đang ngồi cạnh Tuyền, mày lại bảo là anh tán em bắt đầu đi. Sao lại ngồi cạnh Tuyền? Tuyền à? Tao không nhìn thấy cái nốt ruồi. Xảy ra mà giống. Không phải chấp nhận được. Quên, không nhìn cái nốt ruồi đây là Tuyền. Tuyền đúng không? Còn con Tuyền trong kia. Tao không nhìn thấy nốt ruồi, tao nhìn nốt ruồi. À rồi. Ok, Tuyền. Chị nhìn thấy chưa chị? Lúc đầu thì anh sao đến vì anh nhìn thấy em ngồi ở đây. Xong rồi ơi. Đàn ông là những niềm đau mà chị. Bố em đàn bà. Em trái lắm. Thôi đi rồi. Càng ngày nó bắt đầu càng lộ ra những mặt trái của sự thật đúng không các bạn? Nó gọi là quá khứ của kẻ phản diện. Cái gì thì cái, nhưng mà em vẫn là good boy. Cái gì? Em vẫn là good boy. Cái gì? Em vẫn là good boy. Tự nhiên là cái từ này nó bị điếc luôn, nó không nghe thế. Đàn ơi, không có cái tìm gì? Không có bot, có biết gì ở đây cả. Bot à? Vừa lẽ anh ngồi đâu ấy? Không em này. Anh Vinh ấu nó chừng mắt đang quan cái lọ tinh dầu đúng không? Giả post cho anh trai em. Lọ tinh dầu luôn. Anh Vinh post của anh Hiếu. Em đi xe máy ô tô ấy. Em đi là đường của em. Quan tâm là gì? Quan tâm là gì? Đâu mà tự nhiên về xem lại vlog nhá. Về xem lại vlog của chị nhá. Về lại vlog nhá. Mày good boy nữa đi. Anh ơi, trong mặt là rất good boy các bạn. Rồi. Đấy, lý do đấy. Không có hơi hết, không có thuốc. Thuốc đâu? Anh
Cuộc tình Tây Ba này hơi bê tha một chút các bạn ạ. Ơ vẫn còn nè. Ừ. Bây giờ chốt lại nói một câu thôi. Là thế nào? Anh muốn các bạn fan tip cho với Tuyền hay là với... Không. Đây là các bạn fan. Anh không phải là món đồ để là ship. Anh là nhân. Anh là nhân. Anh ơi, tùy anh thôi. Không Thảo ạ. Em ơi, trong tình yêu không có sự tùy. Vẫn lại trong tình yêu. Đấy, rồi nói tiếp nhận. Ừ, lại trong tình yêu rồi. Chị em chả lắm. Còn cái con kia còn đây. Ôi, đây. Đừng ghen. Tao mệt mỏi. Tao mệt mỏi với chúng mày ơi. Tao bây giờ là mày một phát. Phải làm sao bây giờ? Đây là các bạn biết câu trả lời. Mẹ mẹ bây giờ. Ở đấy good boy của các bạn ấy. Đấy good boy. Trời. Ơ hiền quá trời. Trời. Đóng giả mình là hạt thóc xong cuối cùng mình là chủ trang trại gà. Bây giờ em muốn hỏi ý kiến các bạn fan có đồng ý em với bỏ tay đi đừng chỉ. Bỏ tay đi đừng chỉ. Có đồng ý em với bạn Tuyền làm một bộ ảnh không? Một bộ ảnh không ạ? Đứa nào trả tiền? Dạ. Đứa nào trả tiền? Beauty. Đi mày đi. Mai phỏng vấn tiếp nha các bạn nhá. Này hơi dài dòng. Sao bỏ mình em đi ở đây vậy? Nào bé thôi. Bé lại. Em đi với. Nó vừa bảo là em đi cái gì anh đừng quan tâm, bây giờ là em đi với. Thôi quá mệt mỏi. Đấy. Vừa mới là em đi gì kệ em. Em đi gì kệ em, anh không phải quan tâm, bây giờ là em xin anh đấy cho em đi cùng đi. Cho em ngồi trước đi. Đấy em hỏi. Thấy em đi là đi theo ấy mà. Thôi đừng có phét, cái thứ đàn ông lăng nhăng. Được rồi đấy, được rồi đấy. Đã hoa đẹp quá mọi người ạ. Ừ. Mọi người ơi, mình đi đây. Mày muốn nói cái gì thì mày muốn chốt hạ cái gì, con Thảo nó đi rồi mày nói đi. Các bạn nếu mà đồng ý mình với Tuyền làm một bộ ảnh thì comment nhá. Ừ. Đứa nào trả tiền? Phan Anh trả tiền ạ. Được, Phan Anh trả Phan ừ. Phan Anh trả tiền Phan rồi. Anh trả tiền đồng ý luôn ạ. Ok Phan được. Trả tiền. Được. Đói. Được. Chúng nó đã đi và trả lại sự bình yên cho cái khu vực này rồi các bạn ạ. Ở trong này mấy đứa này nó quá khổ khi không quay được phim ngoài này. Vừa tôi nói to vừa bọn nó nói to. Quay phim các bạn ạ. Có mỗi mình chị đây rồi. Em nóng chị. Trông nó cười rất kinh dị nha. Mày có thể cắt đầu cua. Đúng, tại nóng lắm, trước khi đi cắt tóc cũng trước khi đi. Bữa nay không nào đấy. À, cái lúc mày nhìn lên mày phát hiện ra thôi ấy. Sợt cun. Đấy là tuyết. Thằng này rất gây sự chú ý nhá. Mày áo. Tối á. Như năm tư mà có sang ngay cho mày. Nha. Tao có điều muốn hỏi em, hỏi đi mày. Chị đã đăng video chưa để em lấy cái link bánh tráng kìa. Chưa. Tì mẹ nghiện hết rồi. Tí tao gửi lên nhóm cho mà mua. Bánh tráng. Hello. Đến bây giờ nó vẫn đòi lên bánh tráng các bạn ạ. Chứng tỏ là không xem vlog. Ơ buồn cười thật. Thế con Vân nó xin tao rồi mà nó không gửi cho mày à. Chán. Con này định mua ăn một mình hay ra con rồi. Thế không phải cho cả team. Nó phải cho cả team ăn, mày mua cho cả team ăn đấy bây giờ. Phần 629 đúng không? Tao không biết là phần gần nhất là có link bánh tráng. Xong rồi đấy ạ. Đây là trước thềm mùng 8 tháng 3 các bạn ạ. Có cả bánh quy luôn. Bánh quy Thảo ăn lúc đầu ấy. Thấy bảo cuốn lắm mị. Bắt đầu là mua bánh tráng đấy. Không biết là mua mấy chục mấy trăm gói.